Nếu như các bạn hỏi mình á, là nhân vật nào vừa cầm kiếm mà vừa ngầu và vừa mạnh nhất game trong One Piece thì mình sẽ nói không phải là Zoro hoặc là Law hoặc là kiếm sĩ giống như là như Sang hay này nọ. Tầm thường thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi nhân vật nào vừa ngầu vừa mạnh mà figure vừa rẻ nữa, là coi như là cái tầm rất là bự, rất là to luôn. Thì bây giờ các bạn đón đi, bây giờ các bạn có 3 giây để comment xuống dưới là nhân vật nào mà kiểu có thể điên khùng mà có thể nhấn tới như vậy, thì các bạn comment xuống dưới. Mình sẽ đếm nha, 1, 2, 3, rồi comment xuống dưới nha. Rồi các bạn có đón được gì chưa? Ok, thì em nói đây, thì đây là em vua hải tặc. Đây là Roddy Gocher, đây là cha của anh A, Pogratia, nói chung là mình đọc cũng không chuẩn tại vì lâu rồi mình không có phim này. Thì á, về cái figure này của nhà Ban Crystal Bandai nha, thì nói chung là Ban Crystal thì các bạn gọi là những figure, những dạng như gọi là hãng quốc dân, rất là nhiều loại figure khác nhau. Thì mình cảm thấy em này vừa nặng, vừa to, mà vừa nét, mà vừa đẹp nhất trong cái con vua hải tặc. Mình có thấy có mấy con Ichiban rồi mấy con này nọ kiểu như cầm kiếm, có một cái con mà vừa râu trắng với lại vừa vua hải tặc chém nhau á, mà con nó kiểu nhìn thì cũng đẹp nhưng mà nếu mà nó bự á thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà mình cảm thấy nó cái con nó rất là nhỏ nên là nhỏ mà nó vừa mắc nữa, mà con này nó vừa rẻ mà nó vừa cao, con này chắc cỡ 20cm á, thì nó rất là đẹp. Thì cái này là cái phần box của nó, thì có ghi tên, có ghi đầy đủ One Piece các ngày nọ luôn. Thì cái này tem của mình là hình như tem của Mỹ hay sao, tem bạc. Ok, đây là em Roddy Gocher, người mạnh nhất mà dùng kiếm xịn nhất. Và đây mình cũng không biết đây là cái kiếm, không biết là có phải là 12 thanh tại bảo kiếm huyền thoại gì hay không, nhưng mà mình nghĩ là vua hải tặc thì đâu phải dùng mấy kiếm dạng như kiếm pha ke của hải quân bình thường được, kiểu phải dùng kiếm dạng như giống như là Mihawk này nọ mới cản nổi, mới cú đấm, mới cú kiểu như của kiểu như của râu trắng vậy đó, râu trắng chém phát nứt nổ nứt tường, nghĩ đi, kiếm thường là gãy liền. Thì cái em này mình cảm thấy cái body rồi thần thái sắc nét thì rất là đẹp. Mình không biết nó có một cái con figure nào đứng chung hay không thì mình cũng không biết, thì mình chỉ thấy được cái em này thôi. Thì em này có một cái phần đới, đây là cái đới đúng nghĩa là cái đới nha các bạn, chứ không phải là có nhiều hãng figure nó làm cái đới cho có, kiểu như là để nhiều khi mình cũng kiểu đỡ không được luôn, kiểu gắn vô mình đỡ không có được. Thì đây là cái phần ngoài sau cái áo choàng của em này, thì mình đánh giá về cái phần áo choàng này rất là đẹp, thì kiểu nhìn nó rất là tự nhiên, kiểu nó làm cái đường nét ở trên này nè, kiểu như là cái hai phần da nè nó rất là đẹp, hai phần da này á nó làm á kiểu nó rất là chi tiết, kiểu nó gờ nó cầm, với lại mình rất là thích về cái tóc của em này, tóc của em này rất là đẹp, sắc nét thần thái các kiểu. Thì cái em này nó có một cái phạt này và có một cái phạt chân ở chân nữa, và cái thanh kiếm này mình không phải nào có qua được, nó chỉ là kiểu kiếm mẫu thôi, thấy không đó. Thì mình chỉ cần có một cái chốt ở đây thì mình chỉ cần ghim vô là đẹp cha liền đó. Thì là cái phần quần của em này thì cũng rất là đẹp và rất là xịn sò. Thì đây là cái phần thân của em này, thì cái phần thân này là dính liền luôn nha, thì cái phần thân là dính liền luôn. Thì có một bạn của mình cũng mà dân chơi figure và youtuber luôn, thì anh ấy cũng mình không hiểu tại sao, tại vì anh ấy bỏ vô, mình không biết hàng của anh ấy là hàng thiệt hay hàng không, nhưng mà mình hỏi anh ấy thì cái đó là hàng thật, nhưng mà mình cũng không hiểu tại sao anh ấy mua trên Amazon. Thì Amazon thì cũng có nhiều hàng pha ke, tại vì kiểu người ta bán á. Thì cái chân của anh ấy thì cái này tự nhiên nó tháo ra luôn, tháo ra được. Thì của mình thì kiểu lúc mình mua về mình thấy có tháo được hay cái gì đâu, kiểu figure của mình cũng hơi khác của anh ấy á. Kiểu của mình thì gắn vô rất là dễ, có mấy phọt thôi, mà không hiểu tại sao của anh ấy kiểu bị gớt phọt ra, là không biết là figure của anh ấy là có bị gãy hay là cái gì không. Rồi mình cũng thắc mắc con figure này tại sao nó có mấy cái lỗ này nè, đó, một lỗ, hai lỗ. Thì mình không biết mấy cái lỗ này á là sẽ có gắn gì thêm không, tại vì mình đã lấy hết đồ ra rồi nên không biết gắn cái gì vô trọng nữa. Thì figure rất là chắc, chắc cực kỳ luôn. Hai cái tai nè, đó, đẹp cực kỳ. Rồi cái tai nè, thần thái cầm kiếm này gút ra là chém. Khi mà các bạn gắn vô á, thì nó cái áo choàng á thì nó sẽ dính vô cái chân này nè, và ở ngoài sau á thì nó sẽ đỡ cái áo choàng này không co bị đé, và ở dưới chân này người ta làm rất là kỹ.
các bạn không cần bay, các bạn vẫn có thể đứng được, tại vì nó không phải là thẳng, cái này nó có cục nhô ra ở đây nè, thấy không, nó có nhô ra ở đây để cho các bạn để đứng cho nó vững hơn á, chứ không phải như mấy figure khác kiểu cái này là nó nằm thẳng luôn, nên là nó kiểu khá là gắt gói, với lại gắn bay thì sẽ nó rất là bị mất thẩm mỹ. Nhưng mà cái bay này thì nó không mất thẩm mỹ lắm, tại vì nó rất là gọn, ngày đúng nghĩa là gọi là cái bay. Mình đánh giá cái em này rất là xịn, rất là sò. Mình cảm thấy cái dòng mà BVC thì mình thấy em này rất là tốt. Thì của vua hạ tặc Gorinoger thì về Pop Max thì mình sẽ không nói tới, thì Pop Max là một cái dòng gì đó gọi là thượng đẳng dành những con pick up BVC gì kiểu mẹ đó, kiểu nó làm rất là chi tiết. Nói chung là nó là về One Piece. Nói chung là Pop Max thì nó làm về chính như One Piece nhiều hơn, thì nó làm rất là đẹp. Nói chung Postmark thì làm là nó gọi là tuyệt vời rồi. Thì mấy cái dòng này, mấy dòng rẻ hơn của Postmark mà mình cảm thấy rất là đẹp, thì nếu như các bạn thấy cái con nào mà nó đẹp hơn và cái hãng đẹp hơn và giá tiền tốt hơn con này, thì các bạn xuống dưới comment xuống dưới nha. Tạm biệt các bạn. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hẹn các bạn lại lần sau nhé. Và cảm ơn.